Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Giả Cổ Long, Quái Khách, qua phần diễn đọc Chương Dương. Đoạt Hồn Vô Quyết gật đầu nói: "Được rồi, bổn tòa sẽ chỉ cách cho Cừu Đường chủ cách đối phó với Hoàng Phủ Ngọc Long. Hãy đi theo bổn tòa." Đoạt Hồn Vô Quyết quay bước vừa nói: "Theo bổn tòa đi." Cừu Bá Thiên theo chân Đoạt Hồn Vô Quyết, y bước ra sau tấm bình phong, mở một ngạch cửa bí mật rồi len vào. Cừu Bá Thiên hơi bất ngờ khi thấy Đoạt Hồn Vô Quyết mở ngạch cửa bí mật đó mà ngay cả y cũng không biết. Bá Thiên tò mò hỏi: "Tôn gia biết rõ mọi ngóc ngách trong phân đàn Tụ Nghĩa Đường ư?" Đoạt Hồn Vô Quyết thản nhiên đáp lời của Cừu Bá Thiên: "Tụ Nghĩa Đường là của bổn tọa, do bổn tọa lập ra nên tất cả đều nằm ở trong lòng bàn tay bổn tọa." Đoạt Hồn Vô Quyết dẫn Bá Thiên xuống một địa đạo, rồi theo địa đạo đó đi thẳng đến một gian biệt phòng. Bá Thiên lên tiếng hỏi: "Đây là đâu vậy?" "Biệt trang Hoàng Phủ Tộc." "Biệt trang Hoàng Phủ Tộc? Chẳng lẽ tôn giá là người của Hoàng Phủ dòng tộc? Bốn tòa là ai rồi Cừu Đường chủ sẽ được biết mà." Y đưa Bá Thiên đến gian biệt phòng thứ hai. Vách phòng được cẩn gỗ dán hương, tỏa mùi thơm thoang thoảng. Trong biệt phòng, Ý Dân đang ngồi tư lự ở trên bàn. Đoạt Hồn Vô Quyết nhìn Bá Thiên nói: "Cừu phu nhân đang chờ nhị đường chủ đó." Ý Dân thấy hai người bước vào, đứng bập lên, nàng rít giọng nói: "Bá Thiên, Ý Dân đã chờ ngươi ở đây lâu lắm rồi." Bá Thiên sượng sùng: "Đại tẩu." Ý Dân quát mắt nói: "Bá Thiên, tại sao ngươi lại nỡ nhẫn tâm sát tử bà huynh của ngươi vậy?" Bá Thiên quay ngoắt lại Đoạt Hồn Vô Quyết. Chiếc nón đã được Đoạt Hồn Vô Quyết tháo ra, chân diện của y đập ngay vào mặt của Cừu Bá Thiên. Gã họ Cừu há hốc miệng, y buộc miệng nói: Ta có nằm mơ không đây?" Thấy trận tướng của Diệp Mổ rồi, Cừu Đường chủ ngỡ mình nằm mơ sao? Diệp Kiên trút bỏ bộ trang phục Đoạt Hồn Vô Quyết, nhìn sang Ỷ Dân: "Phu nhân, Diệp Kiên giữ đúng lời hứa với nàng." Bá Thiên nhíu mày: "Diệp Kiên, các hạ đưa Bá Thiên đến đây với ý gì?" Diệp Mổ muốn chứng minh cho Ỷ Dân biết Cừu Đường chủ đã thông đồng với Đoạt Hồn Vô Quyết lấy mạng của Cừu Bình Lân đại đường chủ để ráp tâm đoạt bí kíp Vô Ảnh Mật Kiếm, mà đại đường chủ đã vô tình lấy từ tay của Đoạt Hồn Vô Quyết. Bá Thiên tròn mắt nhìn Diệp Kiên: "Diệp Kiên, thật ra ngươi là ai? Người của Hoàng Phủ dòng tộc? Bá Thiên này muốn đưa chuyện này ra trước võ lâm, ngươi có thể là..." Gã chưa kịp nói hết câu thì đã bị Diệp Kiên điểm vào á huyệt. Thủ pháp của Diệp Kiên nhanh đến độ Cừu Bá Thiên gần như chẳng có được một chút phản xạ. Gã há hốc miệng bật ra tiếng ư ử. Diệp Kiên trầm giọng nói: "Cái gì cần nói Cừu Đường chủ nên nói đi." Bá Thiên nghiến răng giận công, nhưng y vừa giận công thì toàn thân như mất sức lực, hai chân nhão nhẹt khuỵu xuống sân nhà. Diệp Kiên nói: "Nhị đường chủ, trong gian biệt phòng này có độc công nhục hương, ngươi đừng phí công vô ích." Bá Thiên bật ra tiếng ư ử. Diệp Kiên gằn giọng nói: "Nhị đường chủ, Đoạt Hồn Vô Quyết có phải là Hoàng Phủ Ngọc Long không?" Y vừa nói vừa trừng mắt rọi vào mặt của Bá Thiên như để muốn hớp hồn họ Cừu. Bá Thiên miễn cưỡng gật đầu. Diệp Kiên hỏi tiếp: "Chính Cừu đường chủ đã giết đại đường chủ Cừu Bình Lân hay Hoàng Phủ Ngọc Long vậy?" Bá Thiên thờ thẫn nhìn Diệp Kiên. Diệp Kiên đanh giọng hỏi: "Hoàng Phủ Ngọc Long?" Bá Thiên lại gật đầu. Diệp Kiên cười mỉm: "Bao nhiêu đó đủ rồi." Y nhìn lại Ỷ Dân từ tốn nói: "Ỷ Dân, quyết định nơi nàng."
Diệp Kiên vừa nói vừa cầm ngọn trĩ thủ đặt vào tay của Ỷ Vân. Ỷ Vân nghiến răng ken két, ánh mắt đầy sát cơ nhìn vào mặt của Cựu Bá Thiên. Nhị thúc, Ỷ Vân chấp nhận tất cả chỉ để trả thù cho tướng công của Ỷ Vân mà thôi. Bá Thiên biến sắc, mồ hôi tuôn ra ướt đầm cả mặt. Hắn lắc đầu nhìn Ỷ Vân như muốn thốt lời gian sinh sự tha thứ của nàng. Ỷ Vân mặc nhiên với ánh mắt cầu xin của Cựu Bá Thiên. Nàng chậm rãi bước đến trước mặt của Bá Thiên. Ỷ Vân nghiến răng rít giọng nói, người phải chết. Cùng với lời nói đó, ngọn trĩ thủ trong tay của Ỷ Vân cắt ngang một đường vòng cung đâm thẳng vào ngực của Bá Thiên. Phập! Hứng trọn một ngọn trĩ thủ của nàng, Bá Thiên ôm lấy dụng thượng đẳng ngã vật ra sàn gạch, mà mắt trừng trừng nhìn Ỷ Vân. Y chỏi hai chân, nhưng lực chẳng còn, mà chỉ giải nảy lên rồi lật qua một bên rồi trút hơi thở cuối cùng. Ỷ Vân thả tay ra khỏi đốc ngọn trĩ thủ, nàng chìa hai bàn tay đến trước mặt nhỏ nhẹ nói, tướng công, thiếp đã trả được thù cho chàng rồi. Diệp Kiên bước đến sau lưng của Ỷ Vân. Ỷ Vân, Bá Thiên đã đền mạng cho đại đường chủ, nhưng còn một người nữa, kẻ này tinh ma và quỷ quyệt hơn. Hoàng Phủ Ngọc Long đoạt hồn vô quyết. Diệp Kiên gật đầu, đúng. Còn Hoàng Phủ Ngọc Long, nàng ngẩn mặt nhìn Diệp Kiên. Diệp huynh giúp cho Ỷ Vân chứ? Diệp Kiên gật đầu, ta sẽ vì nàng. Mà nàng biết Diệp huynh vì cái gì mà đem cả tâm huyết ra trả thù cho nàng, bất kể Hoàng Phủ Ngọc Long là người của Hoàng Phủ vọng tộc. Ỷ Vân ngẩn mặt nhìn Diệp Kiên. Diệp huynh yêu Ỷ Vân? Diệp Kiên gật đầu nói, phải, ta yêu nàng. Ta yêu nàng nên bất kể tất cả mọi sự nguy hiểm mà Hoàng Phủ Ngọc Long có thể giáng xuống ta, ta có thể chết trong tay của Hoàng Phủ Ngọc Long, nhưng ta chấp nhận chỉ để đổi được tình yêu nơi nàng. Ỷ Vân chớp mắt với tất cả nỗi xúc động dâng tràn trong nội tâm của nàng. Nỗi xúc động đó hiện ra trên cả khuôn mặt khả ái của nàng. Ỷ Vân nhỏ nhẹ nói, Diệp huynh, Ỷ Vân không còn trong sạch đối với huynh nữa. Diệp Kiên vòng tay qua tiểu yêu của nàng. Ta chỉ cần tình yêu của nàng. Tình yêu mới chính là điều ta mong mỏi và chờ đợi. Từ Ỷ Vân. Nàng từ từ nhắm mắt, trong khi hai cánh môi hé mở chờ đợi. Vẻ mặt của Ỷ Vân như một lời nói khích lệ đối với Diệp Kiên. Y từ từ cúi xuống, đặt hai cánh môi mỏng của mình vào đôi môi đang hé mở chờ đợi của Ỷ Vân. Nàng tiếp nhận ngay nụ hôn nồng thắm của họ Diệp với xúc cảm của một người trả ơn sâu. Nàng gỡ tay Diệp Kiên thối lui về phía sau hai bước nhìn y. Ánh mắt của nàng như một lời nói thỉnh cầu Diệp Kiên hãy tiếp nhận sự hồi đáp của nàng. Ỷ Vân quay bước đi thẳng ra sau bức bình phong. Diệp Kiên bước theo nàng, trên miệng điểm một nụ cười mỉm. Nàng từ từ quay lại đối mặt với gã. Bức bình phong ngăn đôi gian biệt phòng như cách ly cái chết với cái sinh tồn. Ỷ Vân từ từ trút bỏ y phục, xiêm y của nàng tụt dần đến bên dưới để phơi tất cả những đường cong cân đối của cơ thể ra trước cặp mắt của Diệp Kiên. Nàng buông thõng hai tay theo thân người, trong khi đôi nhũ hoa thì nhấp nhô đòn đà như đang chờ hơi thở đầy khích động. Diệp Kiên bước đến, y đặt tay lên bờ vai trắng nõn của Ỷ Vân. Nàng ngẩng lên nhìn gã, rồi nhỏ nhẹ nói, Ỷ Vân trao tất cả những gì mà Ỷ Vân có cho Diệp huynh. Lời nói của nàng được Diệp Kiên đáp lại bằng một động tác. Hai bàn tay từ trên bờ vai chạy dài xuống vùng tiểu yêu nhỏ nhắn. Diệp Kiên nói, Ỷ Vân, ta yêu nàng. Ỷ Vân đã thuộc về chàng. Nàng nói xong áp mặt vào ngực của Diệp Kiên. Y vuốt ve mơn trớn bờ lưng thon mảnh của Ỷ Vân. Đôi bàn tay của Diệp Kiên bắt đầu những động tác mơn trớn nhẹ nhàng, nhưng rồi nó bỗng chốc cuồng nhiệt hẳn lên để sục sạo lên mọi ngóc ngách trên thể pháp của Ỷ Vân. Sự kích động nhanh chóng khỏa lấp toàn bộ tâm tưởng của Ỷ Vân. Nàng như thể bị cuốn trôi đi theo những cảm giác dục tình mà Diệp Kiên đang đem đứng.
dần trải qua một cách dữ dội và đầy ứ các dùng khoái cảm trên cơ thể của nàng. Cảm xúc dục tình kia buộc ỷ dân phải bật ra những tiếng rên nho nhỏ. Y bế nàng lên, đôi ngọc thủ của nàng bấu cứng vào vai của Diệp Kiên. Ỷ dân chẳng còn chút ý niệm gì nữa, ngoại trừ thứ cảm giác yêu đương nồng cháy đang cuồng cháy trong tâm tưởng của nàng. Đặt ỷ dân lên tràn kỹ, Diệp Kiên áp chặt môi mình vào môi của nàng như thế, muốn ngăn đi những âm thanh vô nghĩa kia đang phát ra từ chiếc môi mọng chính ướt tình. Khi Diệp Kiên đi sâu vào trong nàng, thì ỷ dân phải quằn quại ở trong người khi cảm giác khoái cảm tràn trề, để rồi sau đó lại bùng nổ dữ dội, để giữa nàng lẫn họ Diệp không kềm chế được. Diệp Kiên vừa chiếm hữu vừa chinh phục. Y hơi chỏi tay chồm lên nhìn ỷ dân và nói: "Ỷ dân hãy cho huynh biết, bảo vật mà tướng công nàng để lại, huynh sẽ bắt Ngọc Long phải trả món nợ này." Ỷ dân gật đầu, hai mắt của nàng nhắm lại. Nàng không thể đáp lời của Diệp Kiên bởi cảm xúc cháy bỏng trong khỏa lấp mọi tâm tưởng của nàng. Diệp Kiên mỉm cười, dán chặt thân gã vào dơi thân thể của ỷ dân. Quần hùng lũ lượt kéo đến Phong Vân Đài thì đã thấy có chiếc áo quan đặt ngay trước sân tràng. Trong phòng xá, Hoàng Phủ Ngọc Long vẫn ngồi trầm tư bên chén rượu. Ban chủ cái bang Lục Kế Nghiệp đành giọng quát lớn: "Tử quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long, người mau ra đây!" Ngọc Long đứng lên, chắp tay sau lưng, ung dung bước ra. Chàng ôm quyền xá cáp vị trưởng tôn Võ Lâm rồi nhã nhặn nói: "Chưa đến ba ngày, các vị trưởng bối đến đây làm gì vậy?" Là Kế Nghiệp cáu gắt nói: "Người hãy giải thích chuyện này." "Chuyện gì?" Trí Thông đại sư niệm một câu Phật hiệu: "A Di Đà Phật." "Hoàng Phủ Ngọc Long thí chủ, nhị đường chủ Cừu Bá Thiên đã chết rồi." Ngọc Long nhướng mày: "Chết rồi?" Chàng chắc lưỡi: "Điều tuyên đoán của tại hạ quả nhiên không sai." Chàng chỉ về phía cổ áo quan: "Đại sư, các vị trưởng lão, Ngọc Long đã chuẩn bị sẵn cổ áo quan này cho nhị đường chủ Cừu Bá Thiên đó. Các vị hãy liệm y vào cổ áo quan đó. Dù sao nhị đường chủ cũng là tổng soái của Võ Lâm Bạch Đạo, đáng được tẩn liệm trên đồi Phong Vân này." "A Di Đà Phật." Vô Thượng Chân Nhân châu mài rồi lên tiếng nói: "Hoàng Phủ Ngọc Long, người đã biết nhị đường chủ sẽ chết ư?" Ngọc Long gật đầu: "Tại hạ biết. Tại hạ từ U Linh Giới quay về nên có thể xem thần sắc của người nào sắp chết kia mà. Phàm những kẻ sắp chết thì hay sợ chết, càng sợ chết chừng nào thì cái chết càng mau đến chừng đó." Chàng nghe nói Trí Thông đại sư lại buộc miệng niệm một câu Phật hiệu: "A Di Đà Phật." Chàng ôm quyền hướng về Trí Thông đại sư rồi từ tốn nói: "Cái chết của nhị đường chủ Cừu Bá Thiên, chắc các vị trưởng tôn và chư vị anh hùng hào hiệp không cho tại hạ là người thủ ác chứ?" Chàng cười khải rồi nói tiếp: "Mà cũng đúng thôi. Suốt thời gian vừa qua, tại hạ luôn ở trên đồi Phong Vân này. Tất nhiên mọi động tĩnh của tại hạ, tất cả các vị đều quan sát, nhất cử nhất động chắc chắn không qua được tai mắt của Lạc đường chủ rồi." Chàng hướng mắt nhìn Lạc Kế Nghiệp: "Lạc bang chủ, hãy cho Hoàng Phủ Ngọc Long một lời minh chứng sự vô can của tại hạ với cái chết của nhị đường chủ đi." Lạc Kế Nghiệp lưỡng lự rồi nói: "Được, Lạc lão phù minh chứng cho sự vô can của ngươi, nhưng ngươi vẫn còn bị hoài nghi và là đoạt hồn vô quyết." "Thì tại hạ đã minh chứng mình không phải là đoạt hồn vô quyết rồi đó." Vô Thượng Chân Nhân nói: "Ngươi minh chứng gì nào?" "Minh chứng bằng cái chết của nhị đường chủ Cừu Bá Thiên." Chàng mỉm cười nói: "Cái chết của nhị đường chủ Cừu Bá Thiên đã minh chứng cho tại hạ trước các vị rằng Hoàng Phủ Ngọc Long tử quỷ không phải là đoạt hồn vô quyết." Nghe chàng thốt ra điều này, quần hùng bất giác sững sờ. Ngọc Long ôm quyền rồi nói tiếp: "Để tỏ bài sự ra đi của nhị đường chủ đã giải oan cho tại hạ, Hoàng Phủ Ngọc Long đã sắm sẵn cho người một cổ áo quan trị giá đền 100 lạng ngân. Chàng ghé cầm và nói: "Các vị biết rồi đó, Ngọc Long rất hiếm ngân lượng, nhưng lần này bỏ ra 100 lạng
đủ chứng minh cho vong hồn của nhị đường chủ biết sự hàm ân của Ngọc Long như thế nào với sự ra đi của người. Trí Thông đại sư niệm một câu Phật hiệu A Di Đà Phật. Trại chủ Tô Đình Khuê bước ra nhìn Ngọc Long và nói: Hoàng phủ Ngọc Long, thấy còn lời nói của người trước mặt quần hùng thì sao? Gã vừa thốt dứt câu thì có tiếng sướng lên: Diệp Kiên và Ngọc Lan phu nhân cùng Ỷ Vân phu nhân đến. Ngọc Lan và Diệp Kiên đi đầu, theo sau họ là Ỷ Vân. Ba người đi qua trước quần hùng Bạch Đạo. Vô Thượng Chân Nhân ôm quyền xá: Diệp phu nhân và Diệp Lan đến thật là đúng lúc. Ngọc Long và Diệp Kiên nhìn Hoàng phủ Ngọc Long. Đình Khuê ôm quyền xá Ngọc Lan và Diệp Kiên rồi nói: Diệp phu nhân, Tô trại chủ muốn Hoàng phủ Ngọc Long thực hiện lời nói của y với quần hùng Bạch Đạo. Ngọc Lan rảo mắt nhìn Ngọc Long, nàng buông một tiếng thở dài. Ỷ Vân lấy trong ống tay áo ra một chiếc tráp gỗ dán hương, bước đến rồi quỳ xuống, nâng chiếc tráp đó qua đầu, nàng nghiêm giọng nói: Trong chiếc tráp này là độc dược tối thượng để dành cho Hoàng phủ Ngọc Long công tử. Ngọc Long châu mài nhìn nàng, chàng mỉm cười nói: Lý do gì phu nhân lại dâng độc dược cho tại hạ chứ? Nhị đường chủ Cừu Bá Thiên đã chết, giờ đến lượt công tử, đến lượt tại hạ sao? Ngọc Long cười khải và nói: Phu nhân muốn tại hạ chết lắm ư? Lạ thật đó. Cái ơn hôm nào phu nhân chưa trả cho tử quỷ, nay lại dâng độc dược buộc tử quỷ phải chết. Lạ lùng quá đi, kỳ ngộ quá đi, và chẳng làm sao giải trình được. Chàng khoát tay nói: Nhưng được, tại hạ cũng không màng đến chuyện xưa đâu, chỉ nói đến chuyện nay thôi. Ngọc Long nhìn lại Trí Thông đại sư và nói: Đại sư, xin đại sư nhắc lại câu nói của Ngọc Long trước đây một ngày, trước Bạch Đạo quần hùng đi. Trí Thông đại sư niệm một câu Phật hiệu A Di Đà Phật. Trước đây một ngày, Hoàng phủ thí chủ tuyên cáo với mọi người sẽ cùng chết với nhị đường chủ Cừu Bá Thiên để thẩm chứng người không phải là đoạt hồn vô huyết. Ngọc Long mỉm cười nhìn xuống quần hùng: Các người nghe rõ đại sư nói rồi chứ? Quần hùng Bạch Đạo sướng lên: Nghe rõ, nghe rõ, nghe rõ. Tài hạ lặp lại câu nói của mình cho các vị nghe thêm một lần nữa: Hoàng phủ Ngọc Long sẽ cùng chết với nhị đường chủ Cừu Bá Thiên để minh chứng lại tại hạ không phải là đoạt hồn vô quyết, đúng không nào? Vô Thượng Chân Nhân gật đầu: Không sai nữa lời. Ngọc Long nhìn lại Lạc Kế Nghiệp: Ban chủ. Lạc Kế Nghiệp gật đầu: Không sai nữa lời. Ngọc Long ôm quyền mỉm cười nói: Vậy tại hạ thỉnh mời Lạc ban chủ, thỉnh nhị đường chủ Cừu Bá Thiên đến đây để cùng chia nhau hoàng độc dược này với tại hạ. Tại hạ và Cừu đường chủ sẽ cùng nắm tay nhau xuống gặp Diêm Vương lão gia. Lạc Kế Nghiệp dựng ngược đôi chân mày nhìn Ngọc Long, những tưởng như là muốn dùng thần nhãn đâm vào thể pháp của chàng vậy. Lão lại hỏi Ngọc Long rằng: Ngươi đòi thỉnh Cừu Bá Thiên nhị đường chủ đến uống thuốc độc với ngươi à? Ngọc Long thản nhiên gật đầu. Vô Thượng Chân Nhân nói: Ngọc Long, nhị đường chủ Cừu Bá Thiên đã chết rồi. Ngọc Long giờ như không biết, nhấn đôi chân mài lưỡi kiếm và nói: Ồ, nhị đường chủ Cừu Bá Thiên chết rồi sao? Vô Thượng Chân Nhân cáo gắt nói: Ngươi còn giả vờ gì nữa? Tại hạ không hề có ý giả vờ với các vị trưởng bối đây, nhưng tại hạ giữ lời của mình, tại hạ sẽ cùng chết với nhị đường chủ Cừu Bá Thiên mới đặng. Nếu như nhị đường chủ chết thì đạo trưởng và các vị trưởng môn đang có mặt ở đây giúp Cừu Bá Thiên hồi sinh rồi cùng chết với Ngọc Long. Trí Thông đại sư niệm một câu Phật hiệu A Di Đà Phật. Người chết đâu có thể cứu sống lại được, không cứu sống lại được thì Hoàng phủ Ngọc Long tử quỷ cũng không thể thực hiện lời của mình được. Ngọc Long ôm quyền dõng dạc nói: Kẻ trong chính đạo xem trọng lời nói của mình, ví như Tây Môn thần Giả Hữu đã nói rồi không nuốt lời được. Chỉ khi nào nhị đường chủ Cừu Bá Thiên cùng chết với tại hạ mới tự nguyện dùng hoàng dược này. Nay nhị đường chủ Cừu Bá Thiên ngang nhiên chết trước, Ngọc Long đành phải thất lễ, không trọn lời, nhưng tâm vẫn muốn giữ lời, mong các vị trưởng môn và chư bằng hữu hiểu cho tử quỷ.
Chàng nói xong ôm quyền xá mọi người. Lạc Kế Nghiệp lẫn Châu Kỳ cứ đờ ra nhìn Ngọc Long. Tô Đình Khuê gắt giọng nói: Hoàng phủ Ngọc Long, Cừu Bá Thiên chết trước, người chết sau cũng được, chứ có sao đâu. Ngọc Long nhăn mặt lắc đầu: Không được, như vậy đâu có được. Ví như nương tử của trại chủ trao thân cho người khác rồi mới đến trại chủ, trại chủ có chịu không? Sắc diện của Tô Đình Khuê đỏ dần lên. Người Mỹ Dần đứng một bên nhìn Ngọc Long và nói: Hoàng phủ công tử, Cừu Bá Thiên là do ỷ dân lấy mạng. Ngọc Long châu mày: Người lấy mạng Bá Thiên là phu nhân à? Chàng lắc đầu: Tại hạ không tin. Phu nhân vốn dĩ không biết võ công, thân như mai, như liễu, sao có thể giết được Cừu Bá Thiên? Hẳn phu nhân được người nào đó giúp đỡ chứ gì? Ỷ dân buông tiếng thở dài nói: Chẳng người nào giúp ỷ dân cả, mà ỷ dân đã dụng độc công nhục hương rồi lấy ngọn trủy thủ giết Cừu Bá Thiên. Ngọc Long nói: Tại sao phu nhân lấy mạng Cừu Bá Thiên? Bởi vì y đã cấu kết với Đoạt Hồn Vô Quyết giết tướng công của ỷ dân để đoạt bí kíp Mật Kiếm Vô Ảnh. Trước khi nhị thúc chết đã nói cho ỷ dân biết Đoạt Hồn Vô Quyết chính là Hoàng phủ Ngọc Long. Đôi thần nhãn của Ngọc Long mở to hết cỡ. Chàng không thể nào hiểu được tại sao ỷ dân lại có thể thốt ra một câu nói trơ trẽn như vậy. Quần hùng nhốn nháo hẳn lên, có người xàm xì: Đích thị chính là hắn rồi, hắn là Đoạt Hồn Vô Quyết. Ngọc Long nhíu mày nhìn ỷ dân và nói: Phu nhân nghe theo lời của Bá Thiên cho tại hạ là Đoạt Hồn Vô Quyết. Ỷ dân gật đầu: Chính miệng Cừu Bá Thiên đã nói ra điều đó. Công tử đã tương kế tựu kế đoạt lại bí kiếp đoạt võ công từ tay của ỷ dân. Ngọc Long lắc đầu ve cằm nói: Nghe ỷ dân phu nhân nói mà đầu óc của tại hạ lùng bùng, ngỡ như có tiếng sấm nện vào thính nhĩ đó. Tất cả những gì ỷ dân nói đều là sự thật. Công tử đã đưa đạo qua tặc Doãn Hình chặn đường toan cưỡng bức ỷ dân, sau đó công tử mới xuất hiện để cứu. Thật ra công tử và Doãn Hình đã dự mưu sẵn. Ây chà, lại thêm một ý tưởng mới từ Cừu phu nhân rồi. Nếu phu nhân đã nói như vậy thì phu nhân đã biết bí kiếp đó rơi vào tay của ai chứ? Ỷ dân nghĩ nó có thể rơi vào tay của đạo qua tặc Doãn Hình hoặc công tử. Nếu tại hạ là Doãn Hình không cấu kết với nhau thì bí kiếp kia chắc Doãn Hình đã lấy rồi. Không chừng y là Đoạt Hồn Vô Quyết lắm đó. Chàng quay lại quần hào: Tại hạ sẽ đi tìm Doãn Hình. Ỷ dân khoát tay: Công tử không được đi đâu, mà phải ở lại đây cùng ỷ dân chia nhau hoàng dược này. Đôi chân mày của Ngọc Long nhíu lại: Tại hạ chia hai hoàng dược này với Cừu phu nhân sao? Ỷ dân sẽ thay Bá Thiên đi cùng với công tử. Ngọc Long khoát tay: Không không, tại hạ không thích đi xuống cửa A Tỳ chầu Diêm Vương lão gia với Cừu phu nhân đâu. Tại hạ chỉ muốn biết Cừu phu nhân đã dụng độc công như thế nào mà hạ được nhị đường chủ. Chàng mỉm cười và nhìn ỷ dân nói tiếp: Nếu tại hạ đoán không lầm, ỷ dân phu nhân đã dụng sắc đẹp của mình để hạ độc Cừu Bá Thiên nhị đường chủ có đúng không? Sắc diện ỷ dân đỏ bừng thẹn thùng. Ngọc Long ôm quyền hướng về phía nàng nhỏ nhẹ nói: Hôm nay tại hạ mới được chứng nghiệm câu nói của người xưa. Thế nào là tàn kiếm giai nhân, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Không chừng chính phu nhân cũng có thể là Đoạt Hồn Vô Quyết. Chàng quay lại Trí Thông đại sư và nói: Đại sư, tử quỷ Hoàng phủ Ngọc Long đặt Bá Thiên và Ngọc Long vào cửa tử. Với trực giác của tại hạ nghi ngờ Bá Thiên có quan hệ với Đoạt Hồn Vô Quyết. Y sợ chết nên đã đến gặp tại hạ. Tại hạ buộc y phải nói ra ai đích thực là hậu Đoạt Hồn Vô Quyết. Ngọc Long buông tiếng thở dài rồi nói tiếp: Ây, đó là kế rút dây động rừng. Cừu Bá Thiên chết bởi vì Đoạt Hồn Vô Quyết sợ y thố lộ chân tướng thật cho tại hạ biết mà giết Bá Thiên để che đậy chân tướng của mình. Chàng mỉm cười và nói: Y đã rơi vào kế của tại hạ. Xét cho cùng thì tất cả mọi người có mặt ở đây đều có thể là Đoạt Hồn Vô Quyết. Kẻ đó chính là kẻ đã giết thân phụ của tại hạ, đoạt Vô Ảnh Mật Kiếm. Trí Thông đại sư chắp tay niệm Phật hiệu A Di Đà Phật. Ngọc Long nói: Hậu Đoạt Hồn Vô Quyết sắp lộ chân tướng rồi đó. Bây giờ tại hạ chỉ cần hỏi Cừu phu nhân, ai giúp Cừu phu nhân hạ độc Cừu Bá Thiên.
Kỷ Vân sững sờ, nàng đang suy tư lưỡng lự thì bất thình lình một ngọn liễu phi đao đã xé gió ghim vào yết hầu của nàng. Phập một tiếng, Kỷ Vân ôm lấy yết hầu đổ gục đến trước. Ngọc Long nhanh như cắt lắc mình lướt vào trong quần hùng gã môn hạ của Tô Đình Khuê, vừa toan băng mình đi thì Ngọc Long đã chớp động chiêu công điểm vào đại quyệt của gã. Chàng chụp lấy mệnh môn của gã đó. Ngươi là ai? Tay chàng vừa chụp vào mệnh môn của gã thì gã cũng gục đầu, máu rỉ ra hai bên mép. Ngọc Long buộc miệng kêu lên: Ý! Gã đã là cái xác không hồn. Ngọc Long châu mài nhìn gã đó rồi quay lại Tô Đình Khuê. Trại chủ, y là ai? Đình Khuê nhìn gã thuộc hạ của mình rồi lắc đầu. Bổn trại chủ không biết. Y vẫn trang phục của trại chủ mà trại chủ không biết sao? Quần hào dồn mắt nhìn Tô Đình Khuê. Thấy quần hùng nhìn mình, Đình Khuê bối rối nói: Các người đang hiểu lầm. Bổn trại chủ không phải là Đoạt Hồn Vô Quyết đâu. Đình Khuê nhìn lại Ngọc Long rồi bối rối nói: Tất cả là do tử quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long tung quả mù thôi. Người có âm mưu, người có âm mưu mà. Nghe Đình Khuê nói, quần hùng bạch đạo nhốn nháo hẳn lên. Ngọc Long khoát tay: Tô trại chủ bình tĩnh, tại hạ đâu có nói trại chủ là hậu Đoạt Hồn Vô Quyết. Ngọc Long liêu mắt nhìn qua quần hùng. Sự việc hôm nay chứng tỏ hậu Đoạt Hồn Vô Quyết cũng có lực lượng đáng gồm, như những cao thủ kỳ tuyệt, như gã thích khách này. Và y chỉ muốn đối đầu với tại hạ. Chàng nghiêm giọng nói: Nhưng y đã dần lộ hình tích, một ngày nào đó chính tại hạ sẽ đưa y ra trước công đạo. Chàng bước lại trước mặt của Trí Thông đại sư và nói: Người xuất gia như đại sư hẳn có thể phân định và hiểu được nội tình của ngày hôm nay. Chắc chắn đại sư không còn làm khó Hoàng Phủ Ngọc Long chứ? A-di-đà Phật. Chuyện hôm nay phần nào minh chứng cho Hoàng Phủ Ngọc Long thí chủ, nhưng bần tăng kỳ vọng sẽ sớm đem Đoạt Hồn Vô Quyết ra trước công đạo võ lâm. Ngọc Long thở dài: Đại sư, tại hạ sẽ bắt y phải ra trước công đạo võ lâm. Ngọc Long nói rồi ôm quyền xá Trí Thông đại sư: Đại sư bảo trọng. Chàng nhìn lại Ngọc Lan: Tỷ tỷ bảo trọng. Cáo tử. Chàng xá Ngọc Lan và Diệp Kiên rồi thi triển khinh công thoát cái đã rời ngay khỏi Phong Vân Đài. Trí Thông đại sư chắp tay niệm Phật hiệu A-di-đà Phật. Vô Thượng Chân Nhân nhìn Trí Thông đại sư: Đại lão hòa thượng, người tính sao? A-di-đà Phật. Sự biến hôm nay quá nhiều quẩn khúc, khiến cho bần tăng không thể suy luận được. Nhưng có lẽ Hoàng Phủ Ngọc Long không như các vị tưởng tượng ra. Trí Thông đại sư lại niệm một câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Vô Thượng Chân Nhân lại nói: Nếu Hoàng Phủ Ngọc Long không phải là Đoạt Hồn Vô Quyết, thế Đoạt Hồn Vô Quyết là ai? A-di-đà Phật. Đến lúc này bần tăng cũng không thể nói được. Là cái nghiệp vuốt râu, lão ban chủ lầu bầu nói: Một ngày còn hậu Đoạt Hồn Vô Quyết, chúng ta ăn không ngon ngủ không yên. Chân diện của giáp vị trưởng môn đồng loạt xa sầm hẳn xuống. Diệp Kiên nhìn sang Ngọc Lan. Ngọc Lan đứng lên nhìn quần hùng: Có vị trưởng bối, nếu như tiểu đệ của Ngọc Lan không phải là hậu Đoạt Hồn Vô Quyết thì Ngọc Lan sẽ tìm ra chân tướng của gã. Diệp Kiên ôm quyền nói: Các vị nương tử đã có lời rồi, các vị cứ an tâm. Ngọc Long tiểu đệ quá giải được mối hàm oan hôm nay, phu phụ tại hạ vô cùng oan hỷ. Y ôm quyền xá rồi nói tiếp: Hoàng Phủ dòng tộc sẽ hết lòng giúp các vị tiêu trừ cái họa hậu Đoạt Hồn Vô Quyết này. Quần hùng hướng về Diệp Kiên và Ngọc Lan bày tỏ sự cảm kích của họ đối với hai người. Ban chủ cái bàn lên tiếng nói: Chính đạo có được Diệp phu nhân sẽ chẳng còn sợ gì đối với ác ma nhân Đoạt Hồn Vô Quyết nữa. Ánh trăng đầy trên cao phả xuống khu hoa viên của hoàng tộc Trang, nhuộm vàng tất cả mọi khóm hoa, kết tạo nên một khung cảnh vừa thơ mộng lại vừa huyền ảo. Trong gian tiền xá, Ngọc Lan ngồi bên chiếc đàn lục quyền cầm, đôi mắt nhìn vào cõi hư vô như thể đắm chìm trong cõi mộng mị riêng của chính mình. Hai khóe mắt của nàng đẫm lệ. Nàng đặt tay lên sáu sợi dây đàn toan khải nó, nhưng rồi lắc đầu buông tay khỏi cầm ma,
Lệ trào ra khóe mắt của nàng. Diệp Kiên chậm rãi tiến về phía gian tiểu xá. Y đứng ngoài hiên nhìn Ngọc Lan. Những giọt lệ động trên khóe mắt của nàng đập vào mắt của Diệp Kiên. Ngọc Lan nhìn xuống cây cầm ma nhỏ nhẹ nói. Chàng đến rồi đó à. Nương tử, ta đã đến. Chàng hãy vào trong này với thiếp. Diệp Kiên bước vào. Ý nhìn nàng bằng ánh mắt dò xét rồi đến ngồi trước mặt của Ngọc Lan. Diệp Kiên lại nói. Nương tử có cào hứng mời ta đến để dịnh nguyệt ngâm thơ. Nàng nhìn Diệp Kiên điểm một nụ cười mỉm rồi thuận tay bưng lấy tịnh rượu chút ra chén. Diệp Kiên quan sát dòi rượu chảy ra từ miệng bình. Y buông tiếng thở dài hỏi Ngọc Lan. Nương tử, nàng đang xúc động chuyện gì thế? Đặt tịnh rượu bên chiếc chén, Ngọc Lan nhìn Diệp Kiên từ tốn nói. Thiếp sắp nói cho chàng biết hậu đoạt hồn vô quyết là ai. Mặt của Diệp Kiên đanh lại, y nhìn lại Ngọc Lan. Rồi nghiêm giọng nói, nàng đã biết hậu đoạt hồn vô quyết là ai? Nhẹ buông tiếng thở dài, Ngọc Lan nhìn Diệp Kiên rồi chỉ xuống chén rượu. Đây là chén rượu độc, kịch độc, mà khi uống vào sẽ chẳng có thuốc giải. Giải dược là một cái chết. Nàng nói xong đặt tay vào cầm ma. Diệp Kiên nhìn chén rượu độc, y buông tiếng thở dài. Y ôn nhu nói, nương tử muốn ta uống chén rượu độc này. Nàng nhìn Diệp Kiên khẽ gật đầu, không chỉ một mình chàng uống mà cả Ngọc Lan cũng sẽ uống rượu độc. Thiếp và chàng đã là một đôi hiền khang lệ. Đã là hiền khang lệ thì như bóng với hình, không có hình thì cũng chẳng có bóng, có bóng mà không có hình thì đó là bóng quỷ ma chơi. Nàng cười gượng và nói, thiếp sẽ cùng đi với chàng. Diệp Kiên mím môi suy nghĩ một lúc rồi nói, nương tử, nàng nghĩ ta chính là đoạt hồn vô quyết. Ngọc Lan gật đầu. Hậu đoạt hồn vô quyết chính là chàng. Tất cả những gì Ngọc Long đệ đệ làm nhằm mở mắt cho thiếp. Diệp Kiên buông tiếng thở dài. Ta biết nàng sẽ nghiệm ra hậu đoạt hồn vô quyết là ai. Y nhìn Ngọc Lan bằng ánh mắt muộn phiền rồi nói. Nương tử, ta cũng chẳng cần giấu gì nàng nữa. Đúng, hậu đoạt hồn vô quyết chính là Diệp Kiên. Ngọc Lan khẽ lắc đầu, tại sao chàng lại làm vậy? Diệp Kiên buông một câu cục ngủ. Trả thù. Trả thù, không sai. Ta trả thù cho phụ thân ta. Và thực hiện di ngôn của người, độc bá võ lâm. Chàng đã thú nhận, chẳng còn gì để giấu nàng nữa. Ngọc Lan buông tiếng thở dài. Diệp Kiên nói, ta đã giết phụ thân nàng để lấy lại bí kíp đoạt hồn vô quyết. Và đã luyện nó. Khi ta sắp luyện đến tầng tối thượng của bí kíp thì Ngọc Lan cướp lời của Diệp Kiên. Bí kíp rơi vào tay của cựu Bình Lân. Diệp Kiên lắc đầu. Lão nhân gia như thể phát hiện ra điều ta bí mật qua mặt người, nên ấp bí kíp đoạt hồn vô quyết thành hai phần. Phần hạ thì ta đã luyện xong, nhưng phần thượng thì lão nhân gia trao cho cựu Bình Lân. Y có trọng trách đưa phần thượng bí kíp đó trở về Thiếu Lâm Tự, còn lão nhân gia sẽ quan sát và theo dõi ta. Thế là tướng công đã hành động giết phụ thân. Diệp Kiên lắc đầu. Với võ công tối thượng như lão nhân gia, Diệp Kiên có giết được người hay không chứ? Ngọc Lan lắc đầu. Tướng công không phải là đối thủ của lão nhân gia. Đúng, kẻ giết lão nhân gia chính là nàng. Chân diện của Ngọc Lan biến qua màu sắc tái nhợt. Nàng gượng hỏi, tại sao là thiếp? Ta nhờ tay nàng để hạ độc thủ. Phụ thân luyện được thân ảnh siêu phàm, độc công không thể nào hại được người. Dù lão nhân gia có luyện công cao thâm đến mấy, bách độc không xâm nhập, nhưng vẫn còn một thứ có thể khiến cho người mất hẳn võ công và trở thành một kẻ tầm thường. Thứ đó là gì vậy? Là can tương thần khí của U Linh Giới. Can tương thần khí, một khi xâm nhập vào nội thể của lão nhân gia, nó sẽ buộc người dùng nội lực khắc chế. Nếu không, người sẽ biến thành khô cốt. Và thần khí can tương có thể hại những người thân như lão gia. Người bị hại trước tiên chính là Hoàng Phủ Ngọc Long và Hoàng Phủ Ngọc Lan. Lão nhân gia đâu có muốn hai người bị chết thảm. Chàng đã dùng can tương thần khí. Diệp Kiên gật đầu. Đúng, ta đã dùng can tương thần khí thông qua bàn tay nàng. Mỗi ngày một ít
đầu độc lão nhân gia qua từng chén trà thơm. Lão nhân gia hoàn toàn không biết, cho đến khi độc công phát tác thì phải dùng đến nội lực để khắc chế nó. Và chàng chỉ còn mỗi một việc là lấy mạng phụ thân rồi trút lên đầu Hoàng Phủ Ngọc Long. Ta buộc phải làm như vậy, vì Hoàng Phủ Ngọc Long đâu phải là con ruột của phụ thân nàng. Y chỉ là nghĩa tử, lại sớm giao du với Hắc Đạo, điều y làm hoàn toàn trái hẳn với thiện ý của phụ thân nàng. Muốn y là một anh hùng quân tử trong Bạch Đạo Võ Lâm. Diệp Kiên thở dài. Ta đã đánh cắp miếng ngọc bội của Ngọc Long khi y đến tửu lầu đặt vào tay của nhạc phụ. Ngọc Lan lắc đầu. Chàng đúng là một con người nham hiểm, khiến cho Ngọc Long bị hàm oan. Chàng chẳng bao giờ hắn cất đầu lên được, thậm chí phải bỏ cả cái tên Hoàng Phủ Ngọc Long để khoác lên cái tên tử quỷ. Y là người của giang hồ, y làm gì có tên. Cái tên Hoàng Phủ Ngọc Long cũng do phụ thân của nàng đặt cho y thôi, đúng không? Ngọc Long đã chịu tất cả tội lỗi của chàng, thậm chí chàng còn muốn chính tay thiếp lấy mạng y. Tử quỷ quá thông minh và gian trá, huống chi trước khi bỏ đi khỏi Hoàng Phủ dòng tộc, y đã thề sẽ tìm ra thủ phạm và buộc ta phải trả nợ. Chàng đã sắp xếp tất cả mọi sự việc. Ta không chối, nếu không nói ra tất cả thì nàng cũng đã biết hậu đoạt hồn vô quyết chính là ta. Ngọc Lan thở dài một hơi và nói, chàng trả tù cho ai? Diệp Kiên gượng cười rồi nói, nàng có phụ thân, ta cũng có phụ thân. Phụ thân của ta là Dương Cam, đúng ra ta phải mang họ Dương, nhưng vì hận thù ta phải đổi thành họ Diệp, Diệp Kiên đó. Buông tiếng thở dài, Diệp Kiên nói, đến Hoàng Phủ vọng tộc, Diệp Kiên ta phải từ chối bỏ mình. Ta chỉ còn là một gã thư sinh chân yếu tay mềm, bước vào cửa của Hoàng tộc trang dơi một chút ảo tưởng thụ giáo võ công của nhạc phụ. Ngọc Lan bặm môi, thế sao chàng còn để tình với thiếp, lại còn kết nghĩa phu thê với con gái của kẻ thù mình? Diệp Kiên nhìn thẳng vào mắt của nàng và nói, ta phải làm như vậy. Nếu không có nàng thì Diệp Kiên này sao có thể đặt chân đến tàng kinh các của Hoàng Phủ dòng tộc. Nàng đã dẫn ta đến tàng kinh các, nàng đã bao che cho Diệp Kiên tướng công của mình. Y mỉm cười rồi nói tiếp. Thậm chí nàng còn muốn đem tất cả tuyệt học võ công của lão nhân gia truyền cho ta. Nhưng ta không nhận, mà chỉ rắp tâm lấy lại đoạt hồn vô quyết bí kíp mà thôi. Thật ra chẳng có gì muốn lợi dụng thiếp. Diệp Kiên lưỡng lự rồi gật đầu. Hồi đầu ta có ý đồ, nhưng sau này đúng ra ta cũng có tình với nàng. Một khi ta đã nhổ cái gai Hoàng Phủ Ngọc Long, chúng ta sẽ độc bá quần hùng võ lâm. Ngọc Lan lắc đầu, thiếp không cần điều đó. Buông một tiếng thở dài, chàng đã giúp Ỷ Dân giết Cựu Bá Thiên. Đúng vậy, thế ai đã giết Ỷ Dân phu nhân? Thuộc hạ của ta, người của Quỷ Môn. Ngọc Lan nghiêm giọng hỏi, tướng công là gì trong Quỷ Môn? Diệp Kiên buông một tiếng cục ngằn, là môn chủ. Thì ra ngoài bộ lốt thư sinh, võ công kém cỏi, chàng còn là đoạt hồn vô quyết môn chủ. Diệp Kiên gật đầu nói, Ngọc Long bắt đầu nghi ngờ ta, và y đã lần mò đến U Linh giới cốt để tìm hiểu nguyên nhân sâu xa. Vì sao nhạc phụ là có thể chết bởi tay một gã thư sinh có võ công thấp kém như vậy? Y buông một tiếng thở dài và nói tiếp. Ngọc Long quá là thông minh. Y thông minh và bày ra nhiều quỷ kế. Xích nữa thì ta phải lộ chân tướng. Trên phong vân đài ta đã biết mình đã bị lộ chân tướng khi Bá Thiên bí mật đến gặp Ngọc Long. Ta không ngờ đó cũng chỉ là kế sách bứt dây động rừng buộc ta phải sát tử Bá Thiên. Và bây giờ tướng công cũng đã bị lộ chân tướng của mình rồi. Ta không còn lựa chọn nào khác nữa. Ngọc Lan thơ thẩn nhìn Diệp Kiên. Ngọc thủ của nàng vẫn đặt lên những sợi dây đàn cầm ma. Nàng từ tốn nói. Tướng công có thật lòng yêu Ngọc Lan không? Bây giờ ta có hẳn nàng không tin. Bởi vì tay của ta đã nhuộm máu nhạc phụ.
vô tình đặt cho nàng cái tội bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa. Thôi thì ta buộc phải nói tất cả đều do số phận. Số phận định đoạt cho cuộc đời ta và tình duyên giữa ta với nàng. Nghe được câu nói này của tướng công, thiếp vô cùng hoan hỷ. Ít ra đến khoảnh khắc cuối cùng thì chàng đã thành thật với thiếp. Diệp Kiên gượng cười. Đã có bao nhiêu nữ nhân đi qua đời của ta rồi, nhưng có lẽ chỉ có nàng là hồng nhan tri kỷ. Chỉ có nàng là hiểu ta, lo lắng cho ta. Và y bỏ lửng câu nói giữa chừng rồi đổi qua giọng trầm lắng. Nhưng ta không thể vì cái tình của nàng mà quên chữ hận, quên tôn chỉ của phụ thân. Chàng cũng là kẻ hiếu trung, thiếp không chọn làm người để nâng khăn sửa túi. Nàng nhìn xuống chén rượu và nói, những gì chàng làm thì đã làm rồi. Bây giờ chàng có muốn cùng với Ngọc Lan uống chén rượu này, hay buộc Ngọc Lan phải dụng đến cửu chuyển quỷ dực thanh của cầm ma, tước đi sự sống của chàng, rồi theo chàng bằng rượu độc? Diệp Kiên buông tiếng thở dài nhìn Ngọc Lan ôn nhu và nói, ta không dùng chén rượu độc này thì nàng giết ta bằng cửu chuyển quỷ dực thanh. Ngọc Lan gật đầu. Diệp Kiên nói tiếp cũng bằng chất giọng thật ôn nhu, thật từ tốn. Nàng giết tướng công của mình để trả thù cho phụ thân, hay muốn tiêu trừ một kẻ ác cho Gió Lâm vậy? Ngọc Lan lắc đầu, không. Thiếp lấy mạng chàng vì chàng đã lừa gạt thiếp. Lừa gạt thiếp từ thể xác đến tâm hồn. Nếu có kiếp sau, thiếp sẽ lại hầu hạ chàng để chuộc lại các tội ngày hôm nay. Thôi được rồi, ta đã lừa gạt nàng, vậy hãy dụng cửu chuyển quỷ dực thanh lấy mạng Diệp Kiên này đi. Tướng công thứ tội cho Ngọc Lan. Nàng vừa nói dứt, vừa kéo sáo sợ tơ căng ra, rồi một âm thanh khô khốc bật ra từ chiếc cầm ma. Bực! Cả sáo sợ tơ cầm ma đều bị đứt tất cả. Ngọc Lan sững sờ, cùng lúc nhận được nụ cười mỉm trên miệng của Diệp Kiên. Diệp Kiên nói, dây đàn đã đứt, tình cũng đứt. Chàng đã chuẩn bị chuyện này. Ta nhìn trước tất cả mọi chuyện, Ngọc Lan à. Nếu nàng đã có cách tiễn ta về cõi A Tỳ, thì ngược lại Diệp Kiên cũng đã chuẩn bị tiễn nàng đi. Ngọc Lan buông tiếng thở dài. Diệp Kiên nói, cầm ma còn thì Ngọc Lan còn, cầm ma không còn thì Ngọc Lan cũng không còn. Diệp Kiên thở dài một tiếng, y từ từ đứng lên nhìn Ngọc Lan. Nàng nhìn lại gã qua màn lệ động ở trên đôi thu nhãn muộn phiền. Diệp Kiên nói, duyên phận của ta và nàng có lẽ chỉ đến đây thôi. Hai bàn tay của ta đã nhúng máu bao nhiêu tình, từ Cẩm Hồng cho đến Y Vân, và hôm nay lại chính vị nương tử đã từng chung chăn gối với ta. Âu đó cũng là số phận. Nói dứt lời, Diệp Kiên lia nhanh hữu thủ qua yết hầu của Ngọc Lan. Nàng ngồi với đôi mắt nhìn gã trừng trừng. Diệp Kiên khẽ lắc đầu. Nương tử ơi, hãy yên lòng mà ra đi. Người ta yêu vẫn là nàng đó. Trên thế gian này, nếu mọi nữ nhân đều chết hết, chỉ còn lại mỗi một mình Khả Tuyết cô nương thôi, doãn hình này cũng thấy đủ rồi. Hắn nhắm mắt lại và nghĩ thầm, câu nói của mình hẳn đang khiến cho cô ả xúc động đó. Y mở mắt ra nhìn Khả Tuyết.